Thái Tượng Cảm Ứng Thiên Tập 177 Thưa quý vị đồng học cùng tất cả mọi người Xin mời mở sách Cảm Ứng Thiên Đoạn thứ 107 Mỗi háo căn khoa thường hành đố kỵ nghĩa là chỉ thích kiêu ngạo khoe khoang thường làm việc ghen ghét đố kỵ trong phần chú giải trích dẫn lời bậc cổ đức lão tử nói không tự cho mình đúng nên sáng tỏ không tự khoe khoang nên thành tựu công nghiệp không tự cao nên được lâu dài kinh dịch nói Đạo của trời làm quyết chỗ tràn đầy mà bù chỗ khiêm khuyết. Đạo của đất thay đổi chủ dư thừa đưa đến chỗ thiếu thốn, quỷ thần làm hại kẻ phu trương mà ban phúc người khiêm nhường, khiêm nhường cung kính mà sáng tỏ, thấp kém mà không thể vượt qua. Đó là chỗ cuối cùng của người quân tử. Vua Đại Vũ không khoe khoang, không kiêu ngạo, chỉ như dân tường chẳng hơn ai tiếng nhưng ngồi trên ngôi vua Sắp đặt duyệt triều chính Ổn định đất đai trong thiên hạ Ghi công muôn đời Chu công không kiêu căng Không tham lận Khó nhọc khiêm cung với kẻ dưới Mà chinh phạt phương đông Trừ phản loạn Giữ yên nhà chu Đó là trích dẫn sách xưa dẫn chuyện người xưa để chứng minh sau đó đưa ra kết luận cho nên những bậc đại thánh đại hiền làm việc gì cũng đều xuất phát từ tâm niệm hết sức e dè cẩn trọng lo sợ cảnh giác đoạn này cũng là nói về những khuyết điểm của chúng ta từng bắt phải trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta tự mình có mắc phải hay không? Không thể nào không có. Chỉ là vi phạm ở những mức độ khác biệt nhau mà thôi. Nếu có thể thực sự trừ bỏ được khuyết điểm này, đức hạnh của bản thân mình liền có nền tảng căn bản nếu trong lòng vẫn còn có sự bất bình nên biết là đức hạnh của chúng ta không có nền tảng không có căn bản nói cách khác như vậy thì bất kể là cầu học hay tu đạo cũng đều gặp chướng ngại nghiêm trọng nói tóm lại câu này dạy chúng ta đức khiêm hư cung kính phải từ trong sự khiêm hư cung kính này mới thực sự có thành tựu phần sau có một đoạn nói về sự đố kỵ tính đố kỵ nam nữ đều có đó là thường tình của con người Nam giới tới người khác có công danh Thì ghen ghét Tới người khác giàu có Cũng ghen ghét Người có địa vị gần bằng mình Liền khởi tâm ghen ghét Sợ họ sẽ gạt mình xuống Đối với người có tài hơn mình Cũng ghen ghét trong phần này Có tổng kết Đó đều do tâm lượng quá nhỏ hẹp Do Tâm lượng nhỏ nhoi Hẹp hòi sai sự Chúng ta ngày nay nói là Tâm lượng quá hẹp hòi Không thể bao dung người khác như vậy đều là do học Phật không có nền tảng học Phật mà không có hiệu quả thực sự học vấn có nền tảng căn bản có hiệu quả thì như lời Phật dạy chẳng những không có tâm ganh ghét không có sự ngạo mạn giữ lòng khiêm hư mà còn có thể tu tập tùy nghĩ công đức nhìn thấy người khác tài ba hơn mình thì chắc chắn có thể nhượng hiền không có chuyện cạnh tranh quý vị có thể làm tốt hơn tôi tôi phải nhường quý vị quyền hạn địa vị đều nhường cho quý vị vì sao vậy vì người dân được phúc xã hội được phúc có thể nghĩ đến vì chúng sinh nghĩ đến vì xã hội vì muôn dân thì quý vị liền nhúng nhường ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ đây là đức lớn là thành tựu lớn vì sao vậy vì thành tựu của người khác là thành tựu của chính bản thân mình bản thân mình nếu không bằng người khác như lý quyền lực thì gì ấy không chịu nhường cho người đó là gây hại cho chúng sinh quý vị thường suy ngẫm về nhân quả của việc này ắt phải đọa vào địa ngục Chúng ta có thể nhường cho người khác Người khác làm được tốt hơn ta Thành tựu hơn ta Đó cũng chính là thành tựu của ta vậy Trong nhà Phật Có chuyện Pháp Sư Ấn Tông Dành luật tổ Huệ Năng Là một tấm gương điển hình rất tốt pháp sư ấn tông tuổi ấy ở phương nam là một bậc cao tăng đại đức đương thời đồ chúng tinh phục ngưỡng mộ ngài không biết tính bao nhiêu sau khi gặp được lục tổ Ngày làm ghi lễ thế độ Tức là lễ xuất gia cho lục tổ Pháp Sư Ấn Tông là bậc thầy thế độ cho lục tổ Ngài biết đức hạnh công phu tu trì của lục tổ Huệ Năng dược hơn Ngài Nên sau khi làm lễ thế độ rồi Ngài quay trở lại tu Đại sư Huệ Năng làm thầy Dường lại đi dị hiện tại cho Đại sư Huệ Năng Dừng lại cho Đại sư Huệ Năng Việc giáo hóa hết đại chúng sinh Ở phương Nam Quý vị suy nghĩ xem Rút lại thì thành tựu giáo hóa đó Là của Ngài Huệ Năng hay của Ngài Ấn Tông Nói thật ra Nhìn bên ngoài hình thức Thì đó là thành tựu giáo hóa Của Đại sư Huệ Năng nhưng nhìn sâu vào thực chất Thì cũng là thành tựu của Đại sư Ấn Tông Ngài Ấn Tông không hề thua kém Ngài Huệ Năng Đó là đức lớn Người bình thường làm không nổi Không phải là người thực sự có đức hạnh Thì không làm nổi trong pháp lý gian chúng ta xem thời xưa có chuyện quảng trọng và bạo thúc nha thành tựu của quan trọng kỳ thực là thành tựu của bạo thúc nha vì ông là người nhượng hiền sự thành tựu đó tự thân mình không phải mất công phu có người khác thay mình làm đó gọi là thành tựu chân thật cho nên phật dạy chúng ta tu tập tùy hỷ công đức tùy hỷ công đức chính là đối trị với tật xấu kiêu mạng ghen ghét đố kỵ trong xã hội hiện nay của chúng ta bất luận là trong phật pháp hay pháp thế gian hết tẩy đều là bám giữ lấy địa vị cho đến lúc chết không chịu nhường lại điều này là hoàn toàn sai lầm khi tôi mới học phật Lúc vừa ra giảng kinh Trên giảng đường tôi thường nói Từ 40 tuổi trở về trước Là giai đoạn chúng ta phải thực sự nỗ lực học tập Từ 40 đến 60 tuổi Nên tu phúc Làm những việc lao dịch Phục sự tăng đoàn Đó cũng là nói Việc đảm nhận công việc trong tăng đoàn Vì đại chúng phục vụ Từ 60 tuổi trở về sau Nên tu tuệ phải đem chức vụ của mình Nhường lại cho người khác Lo việc đại sự sinh tử của chính mình Hoàn toàn làm việc giảng kinh Dạy học mà thôi Hết đẩy những công việc hành chánh hoàn trị Phải hoàn toàn buông bỏ hết Để cho từng lớp lãnh đạo trong tăng đoàn các nhân viên hành chánh lúc nào cũng toàn là những người trẻ trung hoa vào thời xưa tuổi về khư là 70 tuổi chúng ta xem trong sách xưa thường thấy nói 70 tuổi về nghỉ Tuy nhiên đối với người tu hành đạo Pháp mà nói thì 70 tuổi là quá muộn nên nghỉ hưu từ lúc 60 tuổi để hết lòng hết sức lo việc tu tập của riêng mình có thể lo việc truyền đạo dạy học giảng kinh tự mình nỗ lực tu hành lo nghĩ đến đời sau quyết định không thể ở địa vị của mình rồi không nhường cho người khác công nhường như vậy ý niệm như vậy hành vi như, như vậy liền đọa vào ba đường ác tục ngữ thường nói trước cửa địa ngục nhiều thầy tăng người xuất gia chúng ta phải xuyên ẩm đến ý nghĩa xuất gia là ở chỗ nào là buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh danh lợi dưỡng buông bỏ tham sân si mạng đó gọi là xuất gia xuất gia rồi còn xây dựng phát triển đạo trường chúng ta đứng ngoài bình tĩnh quan sát Thật là chuyện đáng buồn cười Quý vị xuất ra khỏi căn nhà nhỏ của mình Kết quả là xây dựng một căn nhà lớn Quý vị làm sao có thể giải thoát được Tâm quý vị làm sao được thanh tịnh Nói cách khác Quý vị làm sao có thể tương ưng với đạo cho nên trong thời đại hiện nay của chúng ta Không chỉ là không có người chứng quả Mà người khai ngộ cũng không còn nữa Cho đến người tu học đúng Pháp cũng không có nhiều nguyên nhân gì sao vì bị gia đình trói buộc cho nên xuất ra khỏi nhà nhưng trong thực tế không hề xuất gia còn thu nhận thêm một loạt những đệ tử con đệ tử cháu so ra còn lớn hơn cả gia đình của người bình thường quý vị khi còn tại gia có được mấy người con có được mấy người thân thích bằng hữu Xuất gia chưa được mấy năm Thì gia nghiệp càng ngày càng lớn Càng ngày càng lo nghĩ nhiều hơn Đạo trường hiện nay So với thời xưa không giống nhau Đạo trường thời xưa là đạo trường thập phương Thực sự là chọn lọc những người Việt đức có năng lực Chúng ta xem quy củ của thời xưa nhiệm kỳ của vị chấp sự là một năm. Ngày 30 tháng chạp hàng năm, từ vị chủ trì trở xuống các chấp sự của 108 phần hành trong tự diện đều được chọn lựa bầu mới lại. Cho nên chế độ bầu cử đã được già dạ Phật sử dụng sớm nhất Thực sự là dân chủ Sau khi bầu cử rồi Ngày mùng một đầu năm mới Bạn giao ngay Nhiệm kỳ là một năm Cũng giống như hiện nay Có rất nhiều nơi dường như giữ chức vụ đến suốt đời Như chùa chiền để lại cho con cháu Trở thành như gia nghiệp lớn Sự nghiệp lớn từ đó mà thành phần xuất gia cũng rất phức tạp có rất nhiều người hỏi vì sao xuất gia vì còn thấy quý vị có gia nghiệp rất lớn sau khi xuất gia mục đích là mong muốn kế thừa những tài sản ấy vì vậy mà xuất gia nếu như quý vị là một hòa thượng già không có tài sản gì cho đến căn liều tranh cũng không có chỉ e là Sao không có một người nào theo quý vị xuất gia Vì sao vậy? Vì xuất gia như quý vị phải chịu khổ, chịu khó Cho nên ngày nay chùa diện tự diện càng to lớn càng quy nga Người theo xuất gia như quý vị càng đông Quý vị ngầm nghĩ xem họ gì sao mà đến Tính nhưng Chúng ta không hề nghe thấy Có ai đến chất vấn họ Quý vị vì sao xuất gia Chúng ta mỗi ngày đều đọc kinh Mỗi ngày đều niệm Phật Có được một chút giác ngộ Đó không phải là đại triệt đại ngộ Chỉ là một chút giác ngộ nhỏ nhoi đủ để chúng ta tin sâu vào lẽ nhân quả báo ứng Mạnh may không sai lệch chúng ta ở đạo trường này đạo trường này nhờ có sức hộ trì của cư sĩ lý mộc nguyên ông ấy thực sự đã buông bỏ việc nhà hết đẩy điều gì phật pháp hết đẩy điều gì chúng sinh hết lòng hết sức phục vụ điều này kẻ phạm phu không làm nổi vì sao không làm nổi vì không buông bỏ được danh lợi không buông bỏ được quyền chức địa vị không buông bỏ được sự hưởng thụ Năm món dục trong sáu trần cảnh Hiện nay trước mắt Có được một chút danh văn lợi dưỡng Nhưng vấn đề trong tương lai Mới lớn lao một khi hơi tở này không còn nữa Thì sẽ đi về đâu Họ không hề nghĩ đến Nếu như đạt mức có thể nghĩ đến điều này Người đó trong Phật Pháp Có thể nói là Bắt đầu giác ngộ Chỗ giác ngộ đầu tiên Không giác ngộ Thì mê bụi Dịch diễn mê bụi Như vậy sao có thể được Đời người rất ngắn ngủi Trong Kinh, Tường nói Mạng người chỉ trong hơi thở Đức Phật khai tị như vậy Là giúp cho chúng ta hết sức đề cao, cảnh giác Giúp ta biết trân quý thời gian Mỗi giây, mỗi phút như vậy chúng ta mới có thể được cứu độ chuyện gì cần buông bỏ nhất định phải buông bỏ tự mình nhất định phải suy xét sáng tỏ sinh không mang đến chết chẳng mang đi chúng ta vì người khác mà Cổ nhọc kinh doanh phát triển Có đáng hay không? Đức Thế Tôn khi còn tại thế Đã vì ta nêu gương Để chúng ta noi theo Đức Thế Tôn không kiến lập Bất kỳ một đạo trường nào Một đời Ngài luôn sống với nhu cầu vật chất tối thiểu mỗi ngày ăn một lần ngồi gốc cây chỉ ngủ một đêm những người tìm đến gần gũi với ngài với các địa tử của ngài đều thực sự là những người mộ đạo mà đến tuyệt đối không phải vì tham muốn hưởng thụ mà đến những người đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều giống như nhau, đều chỉ có ba tấm y với một bình bát. Ngày ăn một bữa, mỗi gốc cây chỉ ngủ một lần, thực sự là vị mồ đạo mà đến. Giảng đường tinh xá đều là do cư sĩ xây dựng. Chúng ta phải từ chỗ này mà tỷ hội Vào thời ấy Các vị đệ tử tại gia của Đức Thế Tôn Đều là quốc dương, đại thần Lệ tỉnh Phật tính, giảng kinh tuyết Pháp Cúng dường nơi cư trú Nơi cư trú là của người khác Tự mình không sở hữu Tự mình chỉ chuyên tâm hành đạo Có người cúng dường Chúng ta có thể tiếp nhận Phải yên tâm hành đạo Chúng ta mới xứng đáng với sự cúng dường của thí chủ đạo nghiệp của ta không thể thành tựu, đó là mắc nợ thí chủ. mắc nợ thì tương lai phải hoàn trả. cho nên cư sĩ Giang Vị Nông trong sách giảng nghĩa kinh Kim Cang đề xuất rằng nếu người xuất gia Công tệ khôi phục chế độ ôm ác cất thực như thời Đức Phật. Thì chánh Pháp muốn trụ lại thế gian phải hết sức khó khăn, khổ nạn. Ông ấy đề xuất chế độ ôm ác cất thực. Tôi đọc sách dạng nghĩa của ông, thấy cảm động sâu xa. không có ai đầy sướng như ông những năm trước khi tôi ở Đài Loan pháp sư Tẩy Trần từ Hương cạn đến gặp tôi ông là người tin tưởng sáng suốt có năng lực tràn đầy sinh lực tôi có khích lệ ông Hỏi rằng thầy có chịu dẫn đầu cất thực hay không? Nếu thầy dẫn đầu tôi xin đi theo. Không cần nhiều, chúng ta tìm khoảng 5 người thôi, 5 vị tỳ kheo. Hiện nay thì mỗi gốc cây ngủ một đêm để lực chúng ta không chịu được có thể ngủ trong lều. Tôi thấy có nhiều căn lều được làm rất tinh xảo, cũng rất tốt. Đây rất nhẹ nhàng, khéo léo, một túi nhỏ mang trên lưng. Chiều tối dựng lều lên ngủ lại Rất tốt Tôi nói tôi ủng hộ việc đi khất thực Nếu thầy dẫn đầu tôi cùng đi với thầy Pháp sư nghe rồi gật đầu nói Tốt lắm Thế nhưng sau khi thầy về lại hương cảng rồi Thì không còn nghe tin tức gì nữa Thực sự có người dẫn đầu làm Việc này rất tốt đi khất thực không lo việc không có cơm ăn tôi tin chắc rằng nếu thực sự phát tâm khất thực không có người cúng dường chư phật bồ tát sẽ hóa thân đến cúng dường cho quý vị tôi có lòng tin như vậy cho nên phật pháp nếu muốn thực sự hưng dượng thực sự dương lên thì như lời của cư sĩ giang quỳ đông rất hữu lý Người xuất gia chỉ chú tâm tham cầu gượng trụ, tham cầu danh lợi. Chẳng những không thể làm hưng tịnh giáo pháp. Mà còn e là tội lỗi, rất khó tránh khỏi. Người xuất gia học Phật so với người tại gia học Phật không giống nhau. Người tại gia học Phật Vấn đề không lớn lắm Người xuất gia học Phật thật không dễ dàng Rất gian khổ khó khăn Được rồi, hôm nay đã hết thời gian Chúng ta giảng đoạn này thôi